Dạ vâng, em Tú chuyên cung cấp phụ kiện PCB lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở lại kênh nhá. Video ngày hôm nay thì lại lên giới thiệu đến cho anh em hai khẩu PCB FX mà em đã lắp ráp hoàn thiện lên để trả hàng đến hai bác khách đã tin tưởng và hàng bên shop nhận qua hình thức đó là lắp ráp gửi xe nguyên cây. Thì đầu tiên sẽ là trả hàng cho anh khách người Thanh Hóa mã A126 là 9.900.000. Một khẩu FXQ 3 lỗ cấu hình cao, hàng Q Tactical phiên bản thường các bác nhé. Mã A127 là 11.500.000. Trả hàng anh khách người Lào. Đấy, anh khách người Lào lấy hàng của bên em rất chỉ nhiều dùng. Đấy, 11.500.000. Thì cây này em sẽ gửi sang Lào cho anh khách Sam Phò Sẻng hay gì ấy. Nói chung em cũng không biết tên. Nhưng mà cây này sẽ gửi sang Lào có nhá. Là 11.500.000. Thì đây là phiên bản Q Tactical phiên bản Pro cho anh em. Đấy. Thì hai sản phẩm này ngày hôm nay sẽ giới thiệu chi tiết đến cho anh em bác cùng tham khảo. Thì anh em nào đang quan tâm đến sản phẩm, kính mong anh em có thể là đón nhận và theo dõi hết video ngắn của em ngày hôm nay. Còn anh em nào có nhu cầu mua bán thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại bên kia để em có thể là tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm có nhé. Anh em mua bán thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Đấy, anh em mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, Telegram qua số này. Thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm. Anh em có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là lưu lại cái số điện thoại này. Khi nào mà điều kiện kinh tế của mình có thì mình có thể là lên đơn lắp ráp cho mình một cây để về đi săn. Thì bên em phục vụ cho anh em tất cả các cấu hình các bác nhé. Từ condo cho tới FX, anh em muốn lên cây tầm bao nhiêu tiền thì bên em sẽ phục vụ cho anh em cây tầm như vậy. Thì giá cả thì đều báo giá công khai ở trên video. Anh em muốn thay thế phụ kiện hay thay thế linh kiện như thế nào thì cứ báo bên em. Đấy. Ví dụ như cây này mà anh em ví dụ muốn thay bình nhôm thì em sẽ lắp bình nhôm cho anh em thì giá cả sẽ rẻ hơn rất chi nhiều. Ví dụ như 9.900.000 này mà anh em lắp bình nhôm đích tròn thì nó sẽ rẻ hơn là được 1 triệu đồng. Đấy, còn chỉ còn 8.900.000 thôi. Đấy, hoặc anh em lắp bình nhôm định bằng thì nó sẽ rẻ hơn khoảng là 900 nữa thì nó chỉ rơi vào 8 triệu thôi. Đấy, anh em sẽ lên cho mình một cây mã A126 như thế này. Đấy. Còn về hình thức vận chuyển thì bên em đối với dòng FX này thì em nói luôn là chỉ lắp ráp gửi xe nguyên cây, không gửi ship có nhá. Em nào muốn nhận ship thì phải thật sự biết cách lắp ráp, biết cách em chỉnh thì em mới gửi. Còn không thì anh em thông cảm, em sẽ không gửi ship. Bởi vì rất nhiều anh em nhận qua hình thức gửi shipper, xong về không biết căn chỉnh, không biết cách lắp ráp. Rồi lại gửi qua nhà xe cho em để em làm lại. Rồi căn chỉnh ok xong lại đóng gói gửi xe. Xong cước rất chi mất rất chi cao. Bởi vì anh em không hiểu cái vấn đề là bọn em gửi hàng này, nhà xe nó lấy cước rất chi cao. Đấy. Nhưng mà đổi lại gửi xe anh em nhận hàng được an toàn. Bởi vì sao là mỗi video là em cũng quảng cáo cho anh em là hay giới thiệu đến cho anh em. Xong em đều nói là em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe. Miền Bắc là 300, miền Nam 500. Bởi vì nhà xe lấy nhưng ở khu vực miền Bắc thì nó sẽ lấy khoảng là 600-700 ngàn một gói hàng. Còn miền Nam 1 triệu, 1 triệu mốt, 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi tùy khu vực. Đấy, lên anh em mua bán thì ví dụ như một cây này 9.900.000 thì anh em chỉ cần cọc trách nhiệm 300-500 nghìn tiền trách nhiệm. Còn đâu số tiền còn lại của đơn hàng anh em cứ nhận hàng rồi thanh toán tiền qua nhà xe là ok nhất con nhé. Đấy, nhận xe thì anh em yên tâm về vấn đề là có an toàn không thì em nói luôn là an toàn 100% cho anh em bác các bác nhá. Đấy. Mua hàng bên shop thì anh em sẽ được bảo hành mỗi một lỗi một đổi một trong vòng tuần. Nghĩa là về anh em chơi trải nghiệm trong vòng một tuần, cảm thấy cái kính nó không ok, cái van không ok, liên lạc với bên em đổi trả kính mới, van mới có nhá. Đấy, anh em yên tâm. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho anh em từng mẫu từng mã một. Thì A126 9.900.000 thì em sẽ được một cấu hình đó là Q thì là Q Tactical phiên bản thường, có hạ búa cho anh em, bán giúp chữ A, có sụp cho toàn bấm. Đấy. Van cờ đi kết bản chuẩn công ty đã qua xử lý và làm lại bên shop đó nhá. Bình carbon 0.5, bình pa đắc, bình đẹp. Giảm âm vi sen phi 48 cực kỳ êm, triệt tiếng đổ đến 90%. Cành X8 zin chuẩn chỉ loại 1. Hàng zin có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chì và sờ lung. Kính ngắm BDA TMD tâm số, hàng chống rung chống giật, chống nhảy tâm. Tâm hai số tâm kính, chữ khắc vàng cho anh em. Đấy, con này thì có dấu chấm ở giữa cho anh chơi. Dòng kính này thì cực kỳ trâu bò rồi. Đấy, hoàn thiện một cây như này là 9.900.000, đi kèm một băng đạn và một kèm kẹo chì cho anh em chơi. A127 11.500.000 thì anh em sẽ được một cấu hình đó là Q. Thì anh sẽ Q lắp Q đó là Tactical phiên bản Pro cơ nhá. Đấy.
cái dòng phiên bản Pro này thì nó sẽ đắt tiền hơn dòng phiên bản thường này là 700.000. Đấy. Quy này là quy phiên bản Pro, băng đạn khóa xoay cho anh em này. Đây, băng đạn khóa xoay cho anh em bác. Vẫn là cò sụp. Cò sụp trơn toàn bấm, nhưng nó sẽ thay đổi là nó sẽ bỏ đi, được bỏ đi phần hạ búa, nhưng mà đổi lại nó sẽ sử dụng đó là băng đạn khóa xoay cho anh em và tay đòn các kiểu trực kế chắc chắn cho anh em. Bán gấp rút này, chữ A này. Đấy, khớp gấp cho anh em. Van cờ kết thì van này cũng đã qua xử lý và làm lại ở bên shop nhá. Thay bom nhựa PEX, lò xo đĩa Blue nhập Đức cho anh em. Bình thì cây này anh khách yêu cầu lắp bình carbon 0.42. Giảm âm thì hiện tại em đang lắp đó là giảm âm Gentech ôm cành. Đấy, con này thì nếu mà được êm thì không thể nào bằng, so với giảm vi sen này không thể nào bằng được không nhá. Đấy, nhưng mà anh khách thích lắp thì em vẫn cứ lắp cho anh em bác. Cành XP8 zin chuẩn chỉ loại 1, có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung. Bảo hành loại 1 đổi 1 cho anh em trong vòng 6 tháng về tình trạng cành không trụ. Đấy, nghĩa là cành nếu mà xảy ra tình trạng không trụ, em liên lạc shop để đổi trả. Kính ngắm quét router thông số 6-24x50. Con này thì có đèn đồng tâm bắn ngày và đêm cho anh em. Đấy, bánh xe chỉ nét cho anh em bác. Đấy, hoàn thiện một cây như thế này là 11.500.000. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu muốn chơi thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để trên biển kia để mua bán nhé. Giá cả với mã thì em đã đánh dấu ở đây rồi. Thì em thích mẫu nào, sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em qua số điện thoại kia không nhá. Từ video ngắn ngày hôm nay lên cho anh em hai sản phẩm đây thì xin phép anh em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo nhá.